Quý vị và khán giả đang theo dõi chương trình tử vi và số mệnh tuần này với chủ đề là duyên nợ ba sinh và đây là phần thứ ba của chương trình xin mời thầy Chí Đức tiếp tục chia sẻ. Xin kính chào quý vị, à, chủ đề của chúng ta là duyên nợ ba sinh, duyên nợ của à, cha mẹ vợ chồng và con cái. Đây là phần thứ ba, chúng ta nói về cái ân nghĩa vợ chồng. Kính thưa quý vị, có người hỏi tôi rằng là thưa thầy tôi lấy người chồng này thì là tôi có nợ hay là ông chồng tôi có nợ thì kính thưa quý vị trong đó số tử vi nó có xác định được rằng là nếu cái cung chồng của mình á, là ví, ví tôi nói về người đàn bà ví dụ cái cung chồng của mình á, là cái cung mà à, mình ở trong cái vị trí mình ở vị trí mà ví dụ là mình ở vị trí hỏa thì cái cung chồng của mình á, nó sẽ ở trong cái vị trí uh, kim như vậy hoặc là ở trong vị trí thổ như thế là khi nào cái vị trí của mình đó mà sinh phò cho cái vị trí của người chồng đó và với những sao của mình đó, thì con sao nó xác định được là mình là cái người sinh phò cho người chồng hoặc là có những cái vị trí mà người chồng cái cung phu đó, ở trong lá tử vi nó lại sinh phò ngược lại cho mình đó, thì đó là cái à, cái cái vị trí của người chồng sẽ sinh phò lại cho mình có những người tôi gọi là là, là, là vượng phu ích tử tức là những người mà cuộc đời của mình cái sao của mình nó có những cái mà săn sóc rồi những sao tốt đẹp những sao tiền bạc những sao cái sinh phò cho cung chồng của mình thì khiến cho là mình là cái người là người đàn ông nào lấy được người đàn bà đó là một điều diễn phúc à, trái lại thì là có những người đàn ông mà lấy phải người đàn bà mà tôi gọi là đất, mình bị khắc chế tất cả mọi tiền bạc tức là mình lấy người đàn bà nó về cái cung đó làm cho người đàn bà tự nhiên trở uh, nên ăn chơi trở nên mua sắm một xoàng mua uh, các, tất cả thứ tiền chồng về chỉ, chỉ có hưởng thụ thôi thì đó là cái người vợ sẽ làm cho nhiều cái rắc rối về nhiều khía cạnh nói chung rằng là, là nợ duyên có thể xem được trong đó số tử vi để biết rằng là mình là người như thế nào và trong đó số tử vi quý vị duyên nợ cuộc đời của chúng ta thì chắc hẳn à, chúng ta lớn lên trên thế gian này ai cũng có một lần đã biết yêu à, một lần đã từng trải qua cuộc đời của mình về đường vợ chồng hoặc là nhiều lần vân vân và trong lá số tử vi thì có những câu không sao à, nó nó nói về cái cái sự đáng sợ của cái sự chia ly ở trong cái nghĩa vợ chồng bởi vì thế gian này chúng ta biết rằng là À, như tôi đã xem số và kiểm tra rất là nhiều năm nay thì 10 cặp vợ chồng chỉ được có một cặp mà thôi tức là chín cặp nó sẽ đi đến cái chỗ sự tan vỡ và tan rã. Đó là cái tự nhiên trong trời đất này chứ không phải là chứ không phải là à, một cái gì đó mà xếp đặt sẵn của cái xã hội hay là cái điều kiện văn hóa vân vân. Đó là cái lẽ tự nhiên bởi vì những con sao nó xác định như, ví dụ như là người nào mà cái cung phu của mình hoặc là cái bản mệnh của mình có những sao à, cô thần quả tú đào hồng không kiếp à, vô chính diệu tuần triệt vân vân đó là những sao xấu nó nằm cái vị trí đó thì chúng sẽ dẫn đến cái chỗ mà nó có nhiều hoàn cảnh khác nhau lắm nhưng đó là cái chỗ mà rất đi đến cái chỗ mà chia ly tang thương hạnh phúc tăng vỡ là như vậy và 10 cặp thì 10 cặp thì chỉ được một cặp mà thôi à, còn lại thì khoảng hai cặp có thể ở nhưng mà không có À, ở bên cạnh nhau nhưng mà không có phải là đạt như ý muốn vì cái nghĩa cho nên, nên phải tiếp tục và còn là bảy sáu bảy cặp thì thường thường là à, mạnh ai lấy đi đường anh anh đi tôi đi đường tôi tôi đi tôi đi vân vân yeah. còn duyên người đón kẻ đưa hết duyên còn đó không ai đến mình à, cho nên là cái vận thời khi một người ấy mà người đàn bà đó nó có cái sao đào hoa hồng loan nó về ở những cái vận số tốt đó thì có những lúc mà có những cái năm á, có những cái năm á, mà tự nhiên là con trai đến rất nhiều chồng người yêu rất nhiều tức là ai gặp mình cũng thích mình cũng thương mình đó nhưng mà sau đó cái năm đó chúng ta bởi vì chúng ta có thể là vì bận rộn hay gì đó chúng ta không chọn được một người chúng ta quên đi thì chúng ta phải chờ thêm 3 năm nữa mới tới được tức là cái sau đào hoa hồng loan Tức chúng trong cái tam hợp mất 3 năm thì mới chúng ta mới trở lại, thường thường là khi mà lỡ một duyên rồi thì sau đó 3 năm chúng ta mới có một cái cơ hội để trở về với đào hoa Hồng Loan là như vậy. À, có lại có những người vào trong thế gian này cả đời không bao giờ lấy chồng lấy vợ. Bởi cái sao Hồng Loan cô thần quả tú ở trong tâm của mình, là tôi đã xem số rất là nhiều, có những người đàn ông mà nhất là mệnh thổ mà lại có sao à, à, cô thần ở mệnh, mệnh rồi cái cung thê ngồi triệt nữa thành ra là người này tự dưng là thích làm bạn thôi không bao giờ chịu lấy vợ hoặc nghịch lại người đàn bà cũng thế à, thích làm bạn thôi không bao giờ lấy vợ và trả lại có những người à, lấy rất nhiều vợ và có những người đàn bà thì lại lấy rất nhiều chồng à, tức là từng giai đoạn người ta rớt một xong ta lấy lại tính ra có người đến bốn đời chồng hoặc là có người tới 5 đời vợ vân vân nói chung là cái cuộc đời của chúng ta cái định mệnh của chúng ta về cái duyên nợ vợ chồng à, vợ chồng nó đều tình yêu bạc nơ vợ chồng nó đều có một cái định mệnh xếp sẵn một bản kịch xếp sẵn rồi mà chỉ có người thầy khi ta nhìn vào lá số thì người ta xác định được đây là một cuộc đời đầy sóng gió trong gai về tình cảm hay là một cuộc đời được hạnh phúc hay là cuộc đời được được cái một người vợ hiền lo thân cho mình vân vân và vân vân đây là tôi xin phép vào phần giảng giải lá số tử vi Thứ hai, người đầu tiên là sinh ngày 11 tháng 11 năm 1971 và lúc 5 giờ sáng đây là một người Nam à ngày 11 tháng 1 năm 1971 1900... 71, 71 sinh lúc uh, 5 giờ sáng à. 5 giờ sáng dạ. người Nam sinh vào ngày 11 tháng 11 năm 1971 sinh vào năm sáng của người là sinh bây giờ dần người này có một định mệnh như sau à, thứ nhất người này có mệnh uh, Kim ngộ hóa Kỳ vườn đấy à, cự Nhật Lộc quyền à, đây là một người phải nói rằng là à, tương đối sáng sủa nha sáng sủa phải nói là đẹp trai đó nha đi ra ngoài chỉ có um, ăn thiên hạ thôi không có ai qua được người này người này tính tình rất là khó chịu bản mệnh rất là vững vàng à, nhưng mà người này không có một cái trở ngại duy nhất đó là về đường tình cảm nha đường tình cảm rất là lớn người này liều lĩnh dám làm những cái chuyện đầy sóng gió trong gai người cứ rất là càng đảm đó là quả cảm không bao giờ sợ bất cứ gì, gì hết đó. làm xong rồi có khi có khi gặp trở ngại thì lại à, cố, gắng để để bươn chải mà qua mà thôi năm nay đã 49 tuổi à, năm nay đã 49 tuổi người này mãi cho tới 30 mươi à, sinh vào năm hợi cho đến 36 tuổi cho đi thì mới có cái sự nghiệp vững vàng cho đến à, 46 tuổi và người này đây là một lá số là chờ cho cái gì chờ cho thành tựu rồi mất thành tựu rồi mất mãi về sau mãi về sau đến tuổi 60 tuổi trở lên thì mới 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 có cái sự an bình. Đây là một cuộc đời đầy sóng gió nghiệp chứng rất là lớn, kể cả đường vợ, cô đơn à, và con cái thì là sẽ là cái nợ của mình nha. Đây là một cái nghiệp chứng rất, rất cô đơn cần để mà sửa xuống bền quý thưa quý vị. À, chúng tôi xin bày trình bày những cái này mình biết số không phải là mình biết để đó, mình biết số để mình biết rằng là tại sao người ta gặp mình năm chỉ có 5 tháng ngày giờ ta biết được cuộc đời của mình như thế thì mình phải đi sửa cái số mệnh mình mình đi sửa cuộc đời của mình biết để mà sửa bởi vì tất cả cái kinh thế gian này chúng ta đều sửa được hết sửa được sửa ít hay được nhiều hay không là do cái, cái cái ý muốn của mình cái 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 cái, cái lòng nhiệt thành của mình là như vậy thưa thầy là hồi nãy thầy có chia sẻ là sửa số mệnh thì thầy có thể chia sẻ thêm là mình sửa bằng cách nào không thưa thầy sửa thì cũng tôi cái vị như thế này trong lá số tử vi nó đã xếp những cái vị trí à, và cũng cũng sao nó chạy như thế thì là chính trong lá số tử vi nó là chỉ cho mình cái cách mà à, để mà mình thay đổi cái số của mình à, bởi vì những người thầy giỏi thì mới biết được cách sửa số mệnh tôi nói ví dụ như là những người mà à, những người mà luôn luôn gặp cái tai ương bởi đường quan lộc là ừ. trong cái vị trí đóng thế như thế đôi khi là có cái phúc phần của mình nó có thể nó nó nó, nó hạ được cái phần cái quan lọc đó hoặc là chúng ta phải đổi một ngành nghề khác thì nó qua cái phước của lộc đó là trong đó số đều đều chỉ luôn là tai nạn tai ương bệnh tật khó khăn của mình trong đó số và cũng chính trong đó số nó có cách chỉ với mình luôn là như vậy thưa yeah. quý vị chúng ta vào phần quảng cáo thương mại của đài xin hẹn gặp lại quý vị trong giây lát xin kính chào quý vị